Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ hai 12 tháng 6. Xin chúc cho anh em và gia đình một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc. Cũng xin chúc cho anh em, tất cả anh em công việc đầu tuần cũng như nguyên tuần gặp nhiều suôn sẻ. Hôm nay em làm một ít hàng cho anh em. Có những cái em mới về cặp lubin cộng với súng, còn có những cái con lubin em làm á, nên hôm nay em sell rẻ cho anh em chơi. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoán đủ phí ship, hai code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí code anh em tự chịu. Ba là ở Sài Gòn thì anh em tới trực tiếp từ Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em, hoặc là gõ số điện thoại của em là ra địa chỉ. Rồi em xin vào việc. Hôm nay không có hàng đổi số. Hôm nay không có hàng đổi mọi số, đổi số mọi thuốc. Đầu tiên là em lên một con lúc trước nó mạ bạc, sản xuất 2000 lúc trước mạ bạc, nhưng mà nó đánh bài lớp bạc rồi ra lớp liken, chủ đề đại bàng là Mỹ Shippo. Sao nó có cắt tên. Con này ấm phê. Gục chục. Con này chỗ cũ nó xài sao không biết mà sao cái ruột nó nổi mụn. Bên trong thì cũng không sao, con này được cái vỏ nó đẹp, âm nó hay, âm gọi là phê luôn chứ không gọi là hay. Đây là khỏe bán xe bán chưa sửa chữa nha nè. Con này cái ruột nó nổi mụn, nổi mụn bọc. 6 mã số 1 530k. Rụt nó hơi xấu xíu. Em ra một con HB. Sản xuất năm 95. Tình trạng con này như là chưa lên lửa. Mà con này nó chưa lên lửa HB, mà cái ở dưới nó có điểm xước nè anh em, đây nó gắn vô cái hộp, nó gắn vô cái hộp nhựa, nó loại bảo quản ha. Có xước tơ nhẹ của dòng HB nha anh em, những con HB này. Xước nhẹ bùn đốt thành nắp thì có hơi nhẹ nhẹ,
bụi nha phủ. Ruột trùng năm. Cho anh em xem cái cầm như nó bám với con tay nó sâu gương được luôn. Này điểm trừ dưới này nè, anh em thấy nó hơi bị xước xước nè, do nó để vô cái hộp nhựa. Cái này thì em tặng cho anh em một cái hộp linh kiện ha, hộp nhựa em không còn. Cái con này cầm vô nó bám với quần tay khó chịu. Con HB trơn này em vô lưu 750, số 2 750 chưa sử dụng nha anh em. Nó bị xước xước dưới đất đó. Trừ tiền lại. Rồi em lên con mạ vàng ốp nhựa sản xuất năm 95. Lề lối đẹp, nó có hơi phôi phai lớp mạ xíu. Có té nhẹ đây nè. Nó hơi quay quay lớp mạ ha. Ruột 95 trùng. Trùng 5 tháng luôn. Sửa chữa luôn. Ruột trùng 5 tháng, 12 tháng 6, tháng số 3. 750. Con này mạ vàng, ruột vàng anh em. Rồi em là một con hộp da. Một con bọc da chủ đề cá heo. Tình trạng của nó là chưa qua sử dụng. Con này lề la mã nè anh em. Ba chấu này nó to. Ba chấu trên nó to. Con này chưa sử dụng. Con này đi ruột 02 ha. Chưa sử dụng anh em. Về của nó ruột 02 thì nó nằm nguyên con, vậy em để lên vậy em bán ha. Nhưng mà lề này chắc chắn là lề 2 đá 3 đổ lại rồi. 2 đá 3 đổ lại là còn sử dụng lề la mã. Con này tình trạng niêu. Dấu hiệu gì ấm khói hết. Này bên này nó có thành nắp, bên này nó hơi xước và mình đốt bên này nó cũng hơi xước xíu à. Con da này 700 luôn nha anh em. Chất lượng của la mã ha. 12 tháng 6 mã số 4 700. Tặng hộp cho anh em nha. Tặng hộp linh kiện ha. Rồi em lên con này để em con kia em lên rồi.
91. Emblem này là chủ đề phi công của không quân, phi công của quân đội Hoa Kỳ. Nó chia làm ba loại phi công. Một là phi công của không quân, thằng này là phi công của hải quân nè, còn một thằng phi công của lục quân nữa. Mà không có emblem ở đây thì em không có cấu hình emblem, thì em không có giải thích cho anh em được. Con này là phi công của không quân, thằng này là phi công hải quân nè. Cái hiệu này, cái emblem này, cái tên gọi nó là Pilot Wing. Con này là Naval Aviator. Con này tình trạng thì nó rất là đẹp luôn. Như là em thấy nó không cấn mớp. Này lối đẹp ha. Lớp rơm khá đẹp luôn. Hầu như thấy không cấn mớp luôn. Có xước nhẹ. Qua sử dụng. Sử dụng cũng khá ít chứ không nhiều. Con này ruột mờ giai đoạn. Cái con này tình trạng của nó vậy, để em báo rồi muốn rớt nước mắt luôn. Emblem này là về zin theo zip, và emblem này là zin hãng và zin theo zip này luôn. Hàng em về á là nó hơi bám bụi đó nha, cái phần mà viền của cái emblem này nè, xui lấy bằng chải chà thì nó rớt em rem. Và thường những cái dòng La Mã với đời số sau này á là hãng nó cũng vẫn là dán keo nha anh em. Chỉ riêng cái dòng xưa 7-6-7X á thì những em lem quân đội á nó sẽ hàng chì chết vô cái vỏ luôn. Còn những cái đời La Mã hay đời số sau này là em lem nó đều dán bằng keo hết. Và con này thì lâu ngày nó có cái keo nó hơi dợp á, và nó cái độ mình ma sát vô chùi á chà xui nó rớt. Không là con này thì với tình trạng như vậy thì giá nó khá cao, nhưng mà về xui cũng vậy, mà cũng xui mà cũng hên. Bởi vì nhiều khi bán cho anh em về rồi mà anh em lỡ anh em cũng chùi vậy á, nó rớt ra thì nhiều khi anh em nghĩ em là lên con này để bán, nhưng mà thật sự là em dám bao với anh em luôn là con này nó về là nó zin như vậy nè, nhưng mà bị rơi emblem. Cái đó là do em luôn, lỗi do em luôn, cũng là xui chứ không phải là lỗi. Phải mình chùi bằng chả đánh răng á, những cái viền này nè nó bắt thường bắp bụi. Con này qua sử dụng mà thì vô tình nó xui nó rớt và em đã dán nó lại. Anh em nắm rõ với tình trạng đó nha, thì em bao cho anh em là emblem này zin hãng và zin theo con zip luôn. Còn thì anh em nếu mà đủ tin tưởng thì anh em mua về chơi, còn không thì không sao cả. Nhưng mà theo em dám lấy uy tín của em ra, em đảm bảo là con này là do em có tác động, em chùi á và xui là nó rớt em lem, thì giá nó em sẽ bán theo cái giá này về bán lỗ luôn. Con này giờ tình trạng như vậy á thì nó tầm khoảng hơn một triệu hơn, bởi vì anh em cũng biết là cái dòng quân đội thấp nhất là cũng giá 1 triệu chứ không có rẻ.
có tình trạng như vậy á, anh em ví dụ như là ok thì chốt, và con này em giao lưu là 800 và em bao với em lem zin theo con Jeep này, em lem zin hãng, nhưng mà em đã dán em lem lại nha. Rồi tình trạng vậy, còn sao nói vậy ha. Còn anh em cảm nhận thì tin tưởng thì mình chơi, nhưng mà em lem này em lem zin bao zin hãng và zin theo con Jeep luôn. Con này lên rồi, con này lên hôm trước rồi, 12 tháng 6 số 5 800. Tình trạng em báo rõ rồi anh em ha, ok thì mình chơi thôi. Rồi sẵn lên lại luôn đi, thì có nó cũng là một cái dòng chủ đề quân đội. Con này 96, con này thì nó tình trạng của nó không đạt bằng con kia, rất rất mắc luôn. Con này có cấn luôn, con này cấn nhẹ, có con kia đẹp. Ôi đau lòng đứt từng đón ruột, có sức luôn nha anh em. Tình trạng vậy phải cả triệu, rớt nước mắt. 2 tháng 6 là số 6 800. Sẵn lên để giải thích những cái về cái nhiệm vụ của nó, thì lên là sẵn lên bán luôn. Rồi mình giới thiệu tới cái dòng lưu pin. Con lưu pin súng này thì nó có hộp đây, nhưng mà hồi em lên những cái con lưu pin em còn những cái lưu pin em làm thì nó còn, lúc em lên luôn qua sử dụng rồi, nhưng mà nó còn hợp nha anh em. Qua sử dụng con này trên đây nó có hơi xước lên trên lớp keo nè, con này thì lớp keo nó em thấy nó vẫn còn á, vẫn còn lớp keo nha. Đây có té, hai điểm su limited cực đẹp luôn, mãi phát phát tài. Cái keo nó em thấy là còn lớp keo luôn nha anh em. Có thể trưng bày nó có hợp, trưng bày nó cũng hợp lý. Rồi em giao lưu con này là 1200 full book như vậy ha. Con này là qua sử dụng nha anh em. Dán lên một nhớ. Mã
6. Mã số 7. Triệu 2 ha. Con này anh em có thể nó còn cái hộp để trưng bày cũng được. Rồi em lên con cọc. Đây một cái cọc sản xuất năm 97. Ở đây nó có dấu cấn nhẹ nè nè, nó có dấu cấn khá nhẹ, lớp mạ bạc thì em thấy nó cũng còn đẹp, còn nguyên keo. Ruột cũng đẹp, có xước mùn đốt nhưng mà ngoài thân thì ít xước xác. Cái lớp mạ bạc của nó còn đẹp hơn kia, con kia thì nó cái lớp keo của nó nhìn nó không được đẹp bằng. Ruột rà nó cũng vậy, em bán bằng giá luôn. Số 8. 1 triệu 2 luôn. Rồi em lên đây là cũng một con lubin. Này đào giá luôn cho rồi. Con này cũng lubin này cũng khá là hay. Con này thì nó hế. Ba con lubin là hai con làm với lại con này thì ế. Lớp mạ cũng đẹp ha. Sản xuất 204 không tử, khắc ăn mòn. Kiểu dạng nó cái bóng của nó. Sử dụng ít lắm á, qua sử dụng nhưng mà chờ cỡ chừng lần chăm xăng nè, anh em xem nè, ruột rà đẹp nè. Con này em bán cho nó bay luôn mà. Cái này là cái kiểu như là nó cái một cái remote để nó câu đồ nâng cấp, nó thả xả dây ra. Đúng rồi, nó nằm kiểu vậy nè. Con này là chung một bộ như vậy luôn nha anh em, về là nó chung một bộ vậy luôn nè. Con này nguyên bộ zin nó vậy nè. Con này anh em trưng bày cũng hay nè, anh em thấy ha, đây là lubin nè, thấy không,
con này chân bài cũng đẹp. Số 9. Đây là một con Lovin 208. Lớp mạ bạc cũng còn rất là đẹp. Viên đạn này em làm thêm nha, và cái còng em móc vô thêm ha. Ở trên nắp nó có 1, 2, 3, 4 điểm chấm kim. Chủ đề khắc ăn mòn, chủ đề xưa Lubin xin hãng luôn. Góc cạnh thì đẹp ha, trên nắp nó chỉ có 1, 2, 3, 4 điểm chấm kim. Viên đạn em làm và cái móc khóa này em làm. Đeo vô đĩa quần cũng được. Cái này em có cái chè, anh em chốt thì em tặng thêm cái chè. Nó có cái chè như vậy nè. Ở đâu rồi? Chà, hết rồi. Không, nhưng mà để em kiếm lại có cái chè. Có cái chè gì vừa bỏ ra đây như cái còng thiệt chứ, mở ra được luôn. Lên một con La Mã cũng Lubin luôn, chủ đề Lubin luôn. Cái hàng mòn có limited luôn ha. Sản xuất năm 96. Có còng với là có viên đạn. Có một điểm chấm kim, 2 điểm chấp kim. Chấm kim nhẹ thôi anh em, và lớp màu bạc nó vẫn còn luôn ha, còn nguyên keo luôn á. Cái còng này thì em tặng thêm cái chìa nữa cho anh em. Và viên đạn này nó là cái bật lửa. Viên đạn này là cái bật lửa. Ruột trùng 5. Rồi em này 700k.
6 mã 11 700. Những con này bao anh em là không có con thứ hai đâu, những con khác khác nhau mà. Bao không có con thứ hai đâu. Ngay cái con này nữa nè. Thì đó về mới gặp nè. Thật sự luôn á. Nhìn nó hoài, nhìn thấy nó hoài thấy ghét quá. Cho nó đi sớm. Nói vậy cho nó sang mồm chứ nó ế á. Rồi em lên lại có con này, em trước cũng có một anh bạn cũng chốt nhưng mà anh đổi lại, anh lấy con khác. Con này là một con 219 được khắc sâu hình quan công, hình quan gì ca. À, chủ đề này thì em về nó có như vậy nhưng mà không xác định là ở Việt Nam nó khắc hay là sao ha, nhưng mà em cho là ở Việt Nam khắc nha. Là để anh em khỏi phải suy nghĩ gì nhiều. Còn về là nó có chủ đề này luôn sẵn rồi. Con này là tình trạng chưa qua sử dụng. Mặt sau nó có hơi xước tơ của dòng HB nè. Cũng là lỗi bảo quản nè. Nè thấy không? Cái nào không dám bao là mình không dám bao ha. Chưa sử dụng. Rồi rô trùng 5. K full book. Mã số 12. 12 12 tháng 6 mã số 12. 450. Lên luôn con này đi. Răng 98. Bút theo luôn. Nguyên combo. Rồi trễ là 7 giờ 5 luôn rồi đó. Giờ này úp chắc không lên nổi rồi. Có thể là hơi trễ nha, anh em thông cảm cho em nha. Anh em làm việc cũng hơi muộn. Tình trạng con này là new. New full book nha anh em. Sản xuất năm 97. Chủ đề hai mặt ha. Số 10 ấy rồi, 11, 12, 13. 1 triệu. Chủ đề quan cấp full book nha anh em. Full một combo ha. Cái này lấy có nào làm nền ta. Rồi em lên một con new. Sức nhật rôm phay xước hai mặt đáy lồi 97 luôn.
G97, G97 thuộc chồng. Rồi con này nó uổng nhiêu ta để đổi là con 98 này nó mua rồi. Hôm nay úp không kịp rồi. Con này niêu nha anh em. Niêu bút niêu bút nhựa. Rồi em lên con cuối cùng. Một con HB. Chủ đề về điệp viên 007. Cái chủ đề này nó có một set luôn đó nha anh em. Sản xuất năm 96. Tình trạng niêu bút. Không thấy xước xác và tì vết gì luôn. Con này là niêu hoàn hảo luôn. Thành nắp buồn đốt rồi chưa có xước xác gì luôn anh em. Ruột trùng 5 tháng. Chỉnh ruột đi theo luôn nè. Cái lớp sơn nó vẫn còn dính trên ruột. Con này em giao lưu với anh em 1 triệu. Chủ đề 007 nó cũng có giá nữa nha anh em. Anh em muốn ví dụ như hàng rẻ thì ví dụ có trung bình 800-850 có nè. Có con 750 cũng chưa qua sử dụng nè. Nhưng mà nó có lỗi xước tơ, lỗi bao quản nên em bán giá rẻ cho anh em. Còn con này thì chủ đề nó cũng thuộc dạng vô set và nó có giá trị nên giá nó cao hơn. 12 tháng 6 mã số 15 1 triệu. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Tranh thủ up clip giờ này 7:10 rồi. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em vào những video khác. Giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào anh em và chúc cho anh em và gia đình một buổi tối vui vẻ.